Xin chào các bạn, hôm nay mình có một món đồ chơi mới về. Thì món này mình đã chờ đợi khá là lâu rồi, tầm 2 tuần. Mình phải đặt ship ở bên châu Âu về. Món đồ chơi này thì mình nghĩ là dân IT thì sẽ rất là khoái, và đặc biệt là những bạn chuyên làm về mạng. Đó là gì? Chúng ta hãy xem nhé. Mình sẽ tắt cái màn hình trình duyệt này đi. Đây là con Microtik Routable RB3011. Đây là cái con mà trong cái hồi mình làm clip về load balancing á, mình đã có nói qua về nó rồi. Thì cuối cùng thì bây giờ nó đã về hàng. Xin lỗi các bạn, là các bạn mình nó hơi bừa bộn một xíu nha. Và mình quay bằng cái webcam á, cho nên là nó không ổn định hình cho lắm. Rồi, trước tiên thì chúng ta hãy cùng xem qua về cấu hình của nó trên web nha. Mình sẽ vào trang microtik.com của nó. Đây, Microtik là cái hãng chuyên sản xuất các thiết bị về router, switch cũng như là wifi và phụ kiện. Thì các bạn thấy là về mặt router thì nó rất là nhiều. Nè, cái con Hex này nè, là cái con bữa mình làm load balancing nè, giá là đến gần 60 đô. Với những cái model như là RB2011 á, thì các bạn thấy nó có rất là nhiều biến thể. Ví dụ như là 2011 ILIN này là cái dạng mà desktop metal case, tức là các bạn để lên bàn làm việc và nó không có màn LCD. Rồi ILRM tức là rack mounted nhưng cũng không có LCD. Còn ILSIN thì là có thêm cái SFP cắm cụm quang. Rồi UISIN là có LED, có SFP và để bàn. Còn UISRM là có SF, hình như là không SFP mà có LCD và dạng rack mount. Nhưng riêng đến tiến đến cái phiên bản mà RB3011 á, thì Microtik này nó chỉ là một phiên bản duy nhất là dạng rack mount 1U 10 Gb, và đặc biệt là một cổng USB Type A có tốc độ là 3.0. Cùng với nó là màn hình LCD cũng như là có PoE in và out. Này, giá đến 179 đô la chưa tính thuế và phí, tức là chi phí nhập khẩu rồi thuế hải quan này nọ, với đặc biệt là thuế dành cho những mặt hàng trên điện tử trên 100 đô nữa. Thì giá về Việt Nam á, là tầm tiền của nó sẽ là khoảng đâu 5 triệu đồng. Cho nên là ở Việt Nam mình á, có những cái công ty người ta bán những cái con RB01 này nè, thì người ta bán với tầm giá tầm 5 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi, 7 triệu gì đó tùy công ty. Thì mình thấy là cũng đúng. Hồi trước á, thì mình thấy khá là mắc, nhưng mà tính đi chi phí nhập khẩu này nọ, rồi chưa kể người ta phải bảo hành cho bạn năm trời nữa. Có lỗi gì á, thì người ta sẽ đổi mới thiết bị, còn cái đồ hư coi như người ta bỏ. Bởi vì các bạn biết là cái công mà tự nhiên mình ship ra châu Âu rồi đợi nó bảo hành rồi mình ship ngược về thì nó rất là tốn thời gian và tiền bạc. Nên là đây là cái rủi ro mà người tiêu dùng ở Việt Nam buộc phải chấp nhận. Đây là một số thông tin chi tiết, như là chạy trên vi xử lý ARM32 bit nè, 2 nhân 1,4 GHz, kích thước chuẩn 1U, license router OS là license level 5, 1 GB RAM, ROM 128 MB. Đó, khá là dư thừa, chỉ có 10W thôi. Mình thích cái router OS hơn là PFSense bởi vì nó tiết kiệm điện hơn. Còn PFSense các bạn buộc phải chạy trên một nền tảng PC thì tiêu thụ điện của nó thể lên tới 100W, tức là gấp 10 lần con router của Microtik này. Hỗ trợ cả PoE in và PoE out với hiệu điện thế dao động từ 10 đến 30V. Và nguồn điện vào cũng dao động từ 10 đến 30V luôn. 10 cổng Gigabit Ethernet, 1 SFP, hỗ trợ Gigabit.
một cổng USB. Đó. Rồi, vậy thôi. À, đi kèm nó là một nguồn 24V 1.2A. Rồi, bây giờ mình hãy mở hộp cái con Rebel 01 này nhé. Ôi giời, mình quay bằng webcam nên dây nhờ lủng lẳng. Các bạn thông cảm. Rồi. Cái con này thì nó thiệt là mình chưa đụng, chưa mở hộp tới luôn. Từ đó giờ mình cũng chưa mở hộp cái con RB301 nào luôn. Thì cái con này á, nó mới về đến Tân Sơn Nhất ngày hôm qua. Và hôm nay thì nó đã đến tay mình. À, do, các bạn thấy không? Do mà vận chuyển á, những bên vận chuyển nó làm nè. Đó, nó chèn ép các cái dụng cụ của chúng ta trong một cái thùng của nó. Cho nên là bạn thấy hộp móc méo hết rồi. Cho nên là những cái bạn mà đi mua đồ, đặc biệt đồ kiểu mà tự công ty nhập á, thì cũng không nên đòi hỏi quá về cái hộp cắt tông này. Rồi. Ở mặt chính diện á, thì chúng ta sẽ có đây, mã RB301 series, tên hãng, thương hiệu Maltese Rotobar. Và cái hình ảnh, thì trên hình ảnh này các bạn thấy được một số thứ như là USB Type A, đèn led báo hiệu nè, SFP quang, đây là PoE in kết hợp với lại Ethernet 1 nè, 10 cổng Gigabit Ethernet, và cổng thứ 10 này là, mình phát hiện ra đây là cái hộp RB3011, nhưng hình ảnh này không phải là 311 mà là 2011. Lý do là gì? Đây, ký hiệu của nó, thứ nhất, thứ hai, 5 cổng Ethernet còn lại là Fast Ethernet chứ không phải là Gigabit Ethernet. Đó, thằng Maltese nó tiết kiệm đến vậy sao? Còn đây là thông tin về xuất xứ thôi. Ví dụ như là cái loại này là loại dùng trong dùng cho toàn cầu nè. Block, mình nghĩ là cái này là ổ điện chuẩn EU, làm ở Lithuania, nước gì mình cũng không biết. Đây là mã của nó, RB01 UISRM Rackmounted. Đây là địa chỉ MAC và số series. Trước thì mỗi cái tên RB01 thôi. Dưới à, mặt dưới thì nó khuyên mình là nên upgrade thường xuyên. Nó trái với lại một số cái sản phẩm ta khuyến nghị là khi nào có lỗi thì mới upgrade. Mình nghĩ là do là những người mà dùng Maltese thì họ cũng khá là được kỹ thuật rồi, nên việc upgrade không sao. Một số hướng dẫn như là bạn nên sử dụng cái sản phẩm theo cái adapter kèm theo nè. Địa chỉ mặc định là 192.168.88.1. Username mặc định là admin và password là rỗng. Rồi, ở cạnh này độc nhất cái logo Maltese. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở hộp nha. Đây, chúng ta sẽ mở từ đây. Rồi, 3, 2, 1. Các bạn thấy là ở trên là một cái lớp mút. Vâng, lớp mút khá là mỏng, mình không biết có tác dụng hay không, chắc là chỉ để chống trầy rồi thôi chứ không có chống sốc. Cái camera mình chất lượng nó lởm quá, không thấy được cái màu đen tuyền của nó mà thấy cái màu nó cứ nhiễu nhiễu ISO á. Thôi, phụ kiện trước đi. Thì ở đây chúng ta có một cái túi zip. Bên trong này chúng ta sẽ có những cái ốc bắt lên tủ rắc nè, bắt vô cái này là để bắt vô cái rắc Maltese. Và đây là bốn cái chân đế, nếu mà bắt rắc thì không có chân đế, còn nếu mà để bàn thì nên có chân đế để mà chống chạy xước cũng như chống trượt. Đây là hai cái tay, bạn sẽ dùng cái ốc đen nè, bắt hai cái tay này vô vậy, xong rồi các bạn bắt lên rắc. Đồ mới, thơm mùi cạch tông. Đây, cục nguồn của nó.
khá là to nhưng mà công suất thấp thôi. Thông số kỹ thuật là input 100 đến 240V, 50 hoặc 60 Hz, 0.8 A. Wow. Output 24V, 1,2 A, tức là ngày 20 mA. Nhân lên cỡ bao nhiêu? 36W. Ồ, phải không ta? 24 nhân với lại 1.2, 28.8W. Trong khi trang web kỹ thuật của hãng thì ghi là nó chỉ tiêu thụ 10W điện mà thôi. Rồi, xong phụ kiện, bây giờ chúng ta sẽ tiến tới nhân vật chính của chúng ta. Ta-da. Ồ, ở dưới là chả có gì. Rồi, dục cái hộp ở bên nè. Rồi. Nói chứ RB011 thì mình đã từng cầm lên nhiều rồi, nhưng mà đồ của người ta chứ không phải đồ của mình. Đây là con đầu tiên mình sở hữu. Rồi, đây sản phẩm của chúng ta thì mặt trước như là hình bên ngoài thôi. USB Type-A, hai nét báo hiệu SFP rồi. Wow, mình thấy không, chỗ này nó bị cấn rồi nè, móp miếng rồi nè. Tình SD quang này, PoE in này. Đó, các bạn thấy không, trên hộp nó vẽ khác nha. Đây sẽ là 5 cổng đầu bên đây, 5 cổng dưới, có mũi tên chỉ ở đây, và trên là fast Ethernet. Đặc biệt là nó còn không cả logo Ethernet 10 PoE output nữa. Đây là cái màn hình LCD. Tên là tích R011. Rồi, hai cạnh bên không có gì. Và mặt sau thì cái này là để các những cái bạn mà muốn gọn á, thì các bạn có thể bỏ miếng sắt này ra nè. Các bạn mua cái là cái chuôi á, chuôi ba chấu giống chuôi PC máy tính vậy á. Đó, các bạn đặt cái nguồn ở trong này, tại vì trong này cái khoảng không nó cũng khá là rộng. Cỡ dài bằng này nè. Đó, cái LCD cái mặt chỉ ngắn như đây thôi, LCD nối bằng cái dây ri bông qua cái mặt này. Còn nguyên khoảng này nè, các bạn có thể đặt cái nguồn PSU bên trong nó để các bạn cắm trực tiếp nguồn điện AC vô đây luôn. Đây là nút reset. Đây là những cái lỗ đây. Đây, những cái lỗ thông hơi. Đây là dây nguồn và dây control. À, đây là cái chỗ mà dây tiếp đất nè, nối mát nè. Trong cái bịch ống lúc nãy nó có đây cái trắng trắng này nè. Để vặn vô đây. Các bạn bắt cái dây nối đất này để cho nó khỏi bị giật. Còn các bạn biết này là gì không? Này, để gắn dây nguồn DC đó. Đây, nguồn DC của chúng ta. Mình sẽ gỡ nó ra nha. Điểm gì ở cái adapter này không, đó chính là nó dùng cái sắt chỉ L, thì cái sắt này nó sẽ khó gãy hơn. Và đặc biệt á là đây nó có ba cái cục này. Đây là cách chúng ta sử dụng, các bạn cắm vô đây rồi phần này các bạn sẽ nhét vô như thế này. Mục đích thứ nhất á là để nó không bị xúc ra nè, rất là chắc, không thể nào mà xúc ra được. Ồ, không phải không chắc lắm. Còn mục đích thứ hai á, là để cho tránh cái tình trạng bị đứt gãy dây, tại vì các bạn biết á, là khi mà nó thậm chí cái laptop của mình á,
cái đầu dây after đầu thẳng ấy nè, thẳng băng nó hay bị gãy lắm, nên mình nghĩ cái này thì cũng ok rồi. Đây là thời điểm chúng ta sẽ cắm nguồn cho em nó. Power on. Ồ, các bạn buồn quá. Đó, mình sẽ gỡ ra, cắm nguồn vào. Oh shit. Và đập cái này chóc hết sơn mất. Rồi, đây, đèn báo hiệu, đèn xanh là power, đèn vàng là activity. Và đây là màn hình của chúng ta. Ủa, kiểu tiếng gì? À rồi, tiếng beep quen thuộc của Matic. Cái này, webcam này nãy mình quên chỉnh lại cái focus của nó, mờ quá, các bạn thông cảm với mình nha. Do webcam cùi chỉnh focus bằng tay mà giờ đâu chỉnh được nữa. Đó, các bạn thấy quá trình khởi động là nó hiện trên đây luôn. Làm sao rõ ta, các bạn đợi xíu nha, mình pause lại, mình chỉnh cái webcam cho rõ xíu rồi mình sẽ quay trở lại ngay. Đây, sau khi chỉnh webcam thì mình đã phát hiện ra một sự thật đau lòng, đó chính là webcam của mình không chỉnh được lấy nét. Ôi trời, mình thử giảm độ sáng của nó xuống một chút. Rồi. Oh. Cái này giảm độ sáng chúng ta. Rồi, có vẻ dễ thấy hơn rồi đó. Thì trên màn hình nó sẽ có là, để mình đọc giùm các bạn luôn. Secure your router. Tap to hide this screen. Đó, ẩn nó đi. Tại vì màn đầu tiên sẽ là màn hình nó ghi username, rồi password, rồi IP của nó. Đây là cái màn hình LCD. Các bạn thấy là nó thể hiện được một số thông tin, ví dụ như là interfaces. Tức là nó sẽ cho chúng ta xem về thông số, ví dụ như là đây, Ethernet 1, Ethernet 2 nè, kéo tới 10. Đó, và hãy xem từng cái info của từng cái luôn. Hay, lát hồi mình vô mình xóa hết. Đó, thì cái màn hình này một, đó bạn thấy không, sâu ra cả biểu đồ nè, để mình theo dõi cái tình trạng sử dụng mạng trong nhà. Good. Lock, reboot, reset đầy đủ. Cái slide sâu luôn à. Này mình cũng chưa mò bao giờ. Thì một hồi mình sau khi gắn vô mình thiết lập xong mình sẽ mò. Còn cái SSB nè. Che đèn lại. SSB nè, nhiều bạn không biết là cái gì thì đây là có để gắn cái module quang. Thì đây. Đây. Còn retest này nè, mình đã gắn webcam vô người mình hơi khó di chuyển. Đó, đây cáp quang nè, chơi mình rút thẳng luôn, không có internet. Đó, đây cáp quang đầu ngoài đầu FC. Ồ, LC cũng chả nhớ nè. Đây là cái module quang. Thì cái converter thì nó là cái loại đầu LC, đúng rồi, như LC này là FC. Vậy mình có cái đầu nãy gọi đầu FC, còn cái đầu vuông này nè, đầu LC. Thì ở đây ta. Đây, mình có converter của Viettel loại 2 co. 2 co thì mình đang dùng ở dưới Vũng Tàu á. Trên đây Viettel cấp cho mình 1 co. Có lẽ sau này nó mới chuyển tiết kiệm chi phí hay sao á.
Thì đây là đầu LC nè, thường converter dùng đầu LC chứ không dùng đầu FC này. FC thường là SFP nó dùng vì nó nhỏ gọn. Còn một số loại converter xịn á thì nó sẽ chỗ này sẽ là cái chỗ thay SFP luôn. Cái con monolithic này nè, cái SFP của nó hỗ trợ module quang lên tới 1 gigabit. Tuy nhiên thì mình chỉ dùng một loại trăm này thôi. Thì kiếm tiền bởi vì nói chung là mình nghĩ ISP nó không có cho mình cái đầu đầu phía ISP á, nó không có dụ mà 1 gigabit cho mình đâu. Đó, mình sẽ gắn vô. Đó. Thế là xong. Module quang. Rồi mình chỉ cần gắn quang thẳng vào đây là mình dùng luôn. Mình rất là thích các loại router có quang trực tiếp như thế này. Bởi vì nó sẽ không tốn điện cũng như là diện tích chỉ để chân cái converter ra thì nó không có đáng. Rồi bây giờ mình là để bàn, nhà thì không có điều kiện để làm cái tủ rắc rất là tốn diện tích nên mình để bàn, và mình sẽ dán cái chân đế này vô để cho nó chống trượt này nọ. Keo này không biết chắc không, đây keo. Rồi. Ok. Cái chân thứ hai. Nói chung chả cần chính giữa đâu, tương đối thôi, cái bà nó. Này các bạn thấy ở dưới nè, nó có bốn cái lỗ để mà các bạn gắn cái PSU vô đây nè. Giờ thì nó lại tối quá rồi, không thấy nữa. Đó, đây, bốn cái chân. Rồi, xong. Hai cái tai rắc và cái bịch này mình sẽ cất trong hộp vì nghĩ là chảm được dùng tới đó. Tem mang tích thôi, chả cần. Router nó ghi tầng dần đây rồi, tem tiếc nữa. Rồi, món này là cho bạn mình hả ta? Giờ bạn mình lồi lõm rồi. Ok, chống trượt và đặc biệt là không chống bị xước sơn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn nó vào hệ thống mạng nhà mình và cấu hình. Thì khi nào mình cấu hình xong mình sẽ tiếp tục đoạn clip này cho các bạn cùng xem nhé. Rồi, chào các bạn trong giây lát.